nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Kính thưa quý cụ, quý ông bà và anh chị em, ngày hôm nay Chúa Nhật thứ năm mùa chay, giáo hội chúng ta cử hành Chúa Nhật màu hồng. Tại sao lại có Chúa Nhật màu hồng trong mùa chay? Xin thưa đó là trong mùa chay ngày Chúa Nhật hôm nay, giáo hội mời gọi con cái của mình, chúng ta cùng chung niềm vui với nhau, chung niềm vui với toàn thể hội thánh để dâng lên bài ca cảm tạ, để xin Chúa cho chúng ta trong mùa chay này kết hợp với Chúa Giêsu trong cuộc khổ nạn của Người một cách sâu sắc hơn, để đón nhận nhiều ân sủng của Người. Trong thánh lễ này, xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho các linh hồn Geronimo, Giuse Maria, Phêrô nhân ngày lễ dỗ, cầu nguyện cho các linh hồn, xin ơn chữa lành. Giờ đây chúng ta cùng thành tâm sám hối tội lỗi của mình để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi thu nhận cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tôi và dần đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã sai con một giáng trần để thực hiện công trình kỳ diệu là cho loài người được hòa giai với Chúa. Xin ban cho toàn thể dân Chúa khắp hoàn cầu được lòng tin sông đồng để hăm hở đón mừng lễ vượt qua sắp tới. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, Người hằng sống và hiên tri cùng Chúa, hiệp nhân với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Bài trích sách Samuel quyển thứ nhất. Thời đó, Đức Chúa phán với ông Samuel: Ngươi hãy lấy dầu đổ đầy sừng và lên đường. Ta sai ngươi đến gặp Giê-xê người Bê-lem, vì ta đã thấy trong các con trai nó một người ta muốn đặt làm vua. Khi ông Giê-xê và các con trai ông đến, ông Samuel thấy Ê-li-áp. Ông nghĩ, đúng rồi, người Đức Chúa sức dầu tấn phong đang ở trước mặt Đức Chúa đây. Nhưng Đức Chúa phán với ông Samuel: Đừng xét theo hình dáng và vóc người cao lớn của nó, vì ta đã gạt bỏ nó. Thiên Chúa không nhìn theo kiểu người phàm. Người phàm chỉ thấy điều mắt thấy, còn Đức Chúa,
thì thấy tận đáy lòng. Ông Giê-xê cho 7 người con trai đi qua trước mặt ông Sa-mu-en. Nhưng ông Sa-mu-en nói với ông Giê-xê: Đức Chúa không chọn những người này. Rồi ông lại hỏi ông Giê-xê: Các con ông có mặt đầy đủ chưa? Ông Giê-xê trả lời: Còn cháu út nữa, nó đang chăn chiên. Ông Sa-mu-en liền nói với ông Giê-xê: Xin ông cho người đi tìm nó về. Chúng ta sẽ không nhập tiệc trước khi nó tới đây. Ông Giê-xê cho người đi đón cậu về. Cậu có mái tóc hung, đôi mắt đẹp và khuôn mặt xinh xắn. Đức Chúa phán với ông Sa-mu-en: Đứng dậy, sức dầu tấn phong nó đi, chính nó đó. Ông Sa-mu-en cầm lấy sừng dầu và sức cho cậu. Ở giữa các anh của cậu, thần khí Đức Chúa nhập vào David từ ngày đó trở đi. Đó là lời Chúa. Xanh rì, người đã dẫn tôi về, về bên dòng suối mát. Tôi ăn uống thỏa thuê, thêm sức cho hồn tôi. Nẻo đường chính tôi theo, cây gậy Chúa dẫn đường. Dù vượt suối qua đồi hoặc qua ngàn tăm tôi đâu có sợ chi, vì Chúa ở cùng tôi. Còn cuộc sống dương gian, ân sủng Chúa tuôn tràn. Người là Chúa nhân từ, hằng thương người công chính. Tôi vui sướng thành thơi, êm ái thay nhà người. Bài trích thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Ê-phê-sô. Thưa anh em, xưa anh em là bóng tối, nhưng bây giờ trong Chúa anh em lại là ánh sáng. Vậy anh em hãy ăn ở như con cái ánh sáng, mà ánh sáng đem lại tất cả những gì là lương thiện, công chính và chân thật. Anh em hãy xem điều gì đẹp lòng Chúa.
đừng cộng tác vào những việc vô ích của con cái bóng tối. Phải vạch trần những việc ấy ra mới đúng. Vì những việc chúng làm lén lút thì nói đến đã là nhục rồi. Nhưng tất cả những gì bị vạch trần đều do ánh sáng làm lộ ra. Mà bất cứ điều gì lộ ra thì trở nên ánh sáng. Bởi vậy có lời chép rằng: tỉnh giấc đi, hỡi người còn đang ngủ, từ chốn tử vong trỗi dậy đi nào, Đức Kitô sẽ chiếu ánh sáng ngời ngươi. Đó là lời Chúa. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy ra khỏi đền thờ, Đức Giêsu nhìn thấy một người mù từ thuở mới sinh. Đức Giêsu nhổ nước miếng xuống đất, trộn thành bùn và sức vào mắt người mù. Rồi bảo anh ta: anh hãy đến hồ Si-lô-ác mà rửa. Si-lô-ác có nghĩa là người được sai phái. Vậy anh ta đến rửa ở hồ, và khi về thì nhìn thấy được. Các người láng giềng và những kẻ trước kia thường thấy anh ta ăn xin mới nói: hắn không phải là người vẫn ngồi ăn xin đó sao? Có người nói: chính hắn đó. Kẻ khác lại rằng: không phải đâu, nhưng là một đứa nào giống hắn đó thôi. Còn anh ta thì quả quyết: chính tôi đây. Họ dẫn kẻ trước đây bị mù đến với những người Pha-ri-sêu. Nhưng ngày Đức Giê-xu trộn chút bùn và làm cho mắt anh ta mở ra, lại là ngày Sa-bát. Vậy các người Pha-ri-sêu hỏi thêm một lần nữa: làm sao anh nhìn thấy được? Anh trả lời: ông ấy lấy bùn thoa vào mắt tôi rửa và tôi nhìn thấy. Trong nhóm Pha-ri-sêu, người thì nói: ông ta không thể là người của Thiên Chúa được, vì không giữ ngày Sa-bát. Kẻ thì bảo: một người tội lỗi sao có thể làm được những dấu lạ như vậy? Thế là họ đâm ra chia rẽ. Họ lại hỏi người mù: còn anh nghĩ gì về người đã mở mắt cho anh? Anh đáp: người là một vị ngôn sứ. Họ đối lại: mày sinh ra tội lỗi ngập đầu, thế mà mày lại muốn làm thầy chúng ta ư? Rồi họ trục xuất anh. Đức Giê-xu nghe nói họ đã trục xuất anh. Khi gặp lại anh, người hỏi: anh có tin vào Con Người không? Anh đáp: thưa Ngài, đấng ấy là ai để tôi tin? Đức Giê-xu trả lời: anh đã thấy người, chính người đang nói với anh đây. Anh nói: thưa Ngài, tôi tin. Rồi anh sấp mình xuống trước mặt người. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý cụ, quý ông bà và anh chị em, bài tin mừng chúng ta vừa nghe theo trình thuật của Thánh Gioan kể lại cho chúng ta cái phép lạ mà Chúa Giêsu đã thực hiện nơi người mù từ thuở mới sinh.
Người Việt Nam chúng ta vẫn thường hay nói với nhau rằng là con mắt hay là đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn. Thế nhưng trong bài chúc mừng ngày hôm nay và lời Chúa qua hai bài đọc 1, bài đọc 2 cũng vậy, cho chúng ta thấy chúng ta khi nhìn một con người hay đánh giá một sự kiện, nhiều người thường có những định kiến và những cái nhìn chủ quan khác nhau. Chẳng hạn như là trong bài chúc mừng ngày hôm nay, khi cái biến cố mà Chúa Giêsu thực hiện cái phép lạ dành cho người mù từ thuở mới sinh như vậy, thì có nhiều người nhìn với thái độ khác nhau. Thứ nhất, chúng ta thấy những người láng giềng và những kẻ thường thấy anh ta, thường thấy anh mù này ăn xin, thì có cái nhìn như vậy, đó là hắn không phải là kẻ ngồi ăn xin đó sao? Tức là vẫn cho rằng người này từ thuở mới sinh ra đã là người mù, đã là người ăn xin, thì suốt đời cái số người đấy, kiếp của người đấy chính là chỉ là một người mù, chỉ là một con người ăn xin mà thôi, chứ không thể thấy được rằng ơn Chúa có thể biến đổi được một con người. Đó là cách nhìn thứ nhất. Điều thứ hai là cái nhìn của những người Pha-ri-sêu. Khi những người Pha-ri-sêu thấy anh ta bị sáng mắt, thì họ thấy rằng là Đức Giê-xu, họ hỏi anh ta là vậy thì anh thấy Đức Giê-xu là ai? Người mù này trả lời, người là một ngôn sứ. Nhưng mà họ không có chịu, những người Pha-ri-sêu không có chịu. Bởi vì sao? Người ta lập luận như thế này: một người tội lỗi thì làm sao có thể làm được những dấu lạ? Và tại sao người ta cho rằng Đức Giê-xu là người tội lỗi? Là bởi vì thứ nhất, Đức Giê-xu thường hay giao du, thường hay ngồi ăn uống với quân thu thế và những người gọi là bị loài ra bên lề xã hội, đó là những cô gái điếm. Và khi ngồi ăn như vậy, họ cho rằng Đức Giê-xu cũng là một trong những người đó. Điều thứ hai rằng là tại sao ông này không phải là người của Thiên Chúa, ông này chính là Đức Giê-xu, không phải là người Thiên Chúa. Bởi vì sao? Bởi vì ông ta đã làm phép lạ trong ngày Sa-bát. Chúng ta biết rằng đối với người Do Thái, ngày Sa-bát là cái ngày phải nghỉ ngơi hoàn toàn, không được làm bất cứ việc gì. Thế mà Chúa Giê-xu lại cứ làm phép lạ vào ngày Sa-bát. Chính vì thế họ cho rằng Đức Giê-xu không phải là người của Thiên Chúa, không phải là một vị ngôn sứ. Đó là cái nhìn của những người biệt phái và Pha-ri-sêu. Còn các môn đệ thì sao? Và Chúa Giê-xu nhìn như thế nào? Các môn đệ bảo rằng là người này là người tội lỗi, là do người này bị mù là do tội lỗi của cha mẹ anh ta hay sao? Tức là nói theo kiểu người Việt Nam, đó là cha ăn mặn thì con khát nước. Hậu quả của anh mù này là do tội lỗi của cha mẹ anh ta. Như vậy, kính thưa quý ông bà và anh chị em, cùng nhìn một con người như thế, có nhiều cách nhìn khác nhau, và mỗi cách nhìn này gắn liền với một định kiến, gắn liền với một thái độ chủ quan. Và chúng ta thấy Chúa Giêsu đến là để phá vỡ cái định kiến đó, phá vỡ những cái chủ quan của con người đó, áp đặt lên tha nhân của mình. Chủ đề mùa chay ngày hôm của năm nay đó là giáo hội mời gọi chúng ta suy niệm hai cái tâm tình. Thứ nhất, lời Chúa là hồng ân. Thứ hai, tha nhân là hồng ân. Tha nhân có phải là hồng ân của chúng ta hay không? Nếu chúng ta cứ áp đặt cái nhìn chủ quan của chúng ta lên người khác, áp đặt cái định kiến của chúng ta lên người khác, như trong bài tin mừng ngày hôm nay chúng ta thấy. Vậy thì đối với anh mù thì sao? Sau khi anh ta chữa lành, anh ta có được điều gì? Xin hỏi quý ông bà và anh chị em, trong bài này Chúa Giêsu làm mấy phép lạ? Một phép lạ là chữa cho anh ta mù, hay là hai phép lạ? Theo con nghĩ đó là hai phép lạ chứ không phải là một. Hai mà là một, một nhưng là hai. Bởi vì sao? Cái phép lạ thứ nhất đó là Chúa Giêsu chữa lành cho anh ta con mắt thể lý.
Và từ cái phép lạ thể lý này, Chúa Giêsu mở mắt cho anh ta qua một cái phép lạ thứ hai, đó là mở cái đôi mắt tâm hồn cho anh ta, để anh ta nhận ra rằng Đức Giêsu là một vị ngôn sứ. Và điều này quan trọng hơn, điều này là một sự biến đổi nơi đức tin của anh ta. Chúng ta thấy trong cái cuộc đối thoại với những người Pha-ri-sêu, ban đầu thì những người này hỏi thế anh nghĩ gì về người đã chữa mắt cho anh? Thì anh đã nói rằng là người là một vị ngôn sứ. Thế nhưng những người Pha-ri-sêu bảo rằng là mày sinh ra đã tội lỗi ngập đầu mà còn lại muốn làm thầy chúng ta ư? Tức là khi nghe anh ta tuyên xưng cái đức tin của mình như vậy, thì những người Pha-ri-sêu này đã không chấp nhận cái điều đó, nhưng muốn phản bác lại anh ta. Thế nhưng đó chỉ là mới được bước đầu tiên, khi anh ta nhìn nhận, đón nhận Đức Giêsu là một ngôn sứ. Bước thứ hai cao hơn, khi anh ta gặp Đức Giêsu và Đức Giêsu hỏi rằng là thế anh có tin vào Con Người không? Anh này trả lời: người là ai mà để tôi tin? Chúa Giêsu nói tiếp: người đó chính là người đang nói với anh đây, tức là Đức Giêsu. Và khi đó Đức Giêsu nói, sau khi nghe anh ta nói thì anh ta bảo rằng là thưa Ngài, tôi tin. Và anh ta sấp mình xuống trước mặt Đức Giêsu. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, cử chỉ sấp mình xuống trước mặt trước người khác chính là việc tôn thờ người ấy chính là Thiên Chúa của mình, bái lạy người ấy. Chúng ta thấy rằng là trong sách Sáng Thế, hai ông bà đã sấp mình xuống trước mặt con rắn. Thì trong bài tin mừng ngày hôm nay, anh ta sấp mình xuống trước mặt Đức Giêsu. Điều này cho thấy rằng là anh ta đã tuyên xưng Đức Giêsu chính là Thiên Chúa của mình. Như vậy có một bước tiến triển đạt đến mức cao nhất. Khi những người Pha-ri-sêu hỏi anh này Đức Giêsu là ai, anh ta tuyên xưng Đức Giêsu chỉ là một ngôn sứ mà thôi. Nhưng sau khi gặp lại Đức Giêsu thì anh ta đã nhận ra Đức Giêsu chính là Đấng Cứu Thế qua hành động sấp mình xuống để bái lạy người. Như vậy kính thưa quý cụ, quý ông bà và anh chị em, lời Chúa ngày hôm nay cho chúng ta thấy, thứ nhất, kinh nghiệm hay là con mắt định kiến của chúng ta, hay là thái độ chủ quan của chúng ta khi nhìn nhận một con người có thể dẫn đến sai lầm. Và Chúa Giêsu trong bài đọc này mời gọi chúng ta nhìn nhận bằng con mắt của Thiên Chúa. Nhìn nhận bằng con mắt của Thiên Chúa là thế nào? Không phải chúng ta có quyền phép ngang bằng Thiên Chúa để nhìn ra được tâm can của mọi người. Chắc chắn là không phải như vậy. Nhìn nhận con mắt của Thiên Chúa là nhìn nhận bằng con mắt của người Samari nhân hậu. Nhìn nhận bằng con mắt của người cha đang mong ngóng người con tội lỗi quay trở về hàng ngày. Nhìn nhận bằng con mắt của Thiên Chúa là nhìn nhận bằng con mắt của Đức Giêsu trong bài tin mừng ngày hôm nay, đón nhận người anh chị em của mình khi người anh chị em của mình quay trở về. Và lời Chúa ngày hôm nay cũng mời gọi chúng ta noi gương anh mù này. Chúng ta nhìn nhận không phải chỉ để rồi mà nhìn nhận mà thôi. Hơn hết, qua sự nhìn nhận đó, chúng ta nhìn thấy Thiên Chúa nơi người anh em của mình, nơi người chị em của mình, và đặc biệt trong gia đình của chúng ta, để rồi chúng ta sống trong mùa chay này với một tinh thần như giáo hội mời gọi chúng ta: lời Chúa chính là hồng ân và tha nhân cũng là hồng ân. Amen. Kính mời cộng đoàn đứng, chúng ta tuyên xưng đức tin. Tôi tin kinh Đức Chúa Trời.
Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu là ánh sáng muôn dân. Xin Chúa chiếu soi tâm hồn chúng ta, để chúng ta luôn bước đi trong ánh sáng đức tin mà đạt tới sự sống đời đời. Chúng ta tạ ơn Chúa và dâng lời nguyện xin. Chúa nói: Ta là sự sáng thế gian, ai theo ta sẽ được ánh sáng ban sự sống. Xin cho mọi thành phần dân Chúa luôn hân hoan bước đi trong ánh sáng đức tin, để tâm hồn được an vui và cuộc sống trở nên hữu ích cho nhiều người. Xin Chúa nhận lời chúng con. Ngươi hãy trỗi dậy, sức giàu lên chính nó đó. Xin cho các vị lãnh đạo các quốc gia biết toàn tâm toàn ý lo cho dân nước được an hưởng thái bình, ấm no và hạnh phúc. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Chúa nói: Anh em hãy ăn ở như con của sự sáng. Xin cho các thiếu nhi biết ăn ở ngoan hiền, sống tử tế và chuyên chăm học hành, để xây dựng đời mình cho xứng đáng, hầu mai ngày sống hạnh phúc và nên người hữu ích cho đời. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Chúa chẳng tôi chẳng thiếu thốn chi, xin cho mọi người trong giáo xứ chúng ta nỗ lực sống đạo đức và tích cực làm việc thiện, để xứng đáng hưởng muôn vàn phúc lộc Chúa dành cho con cái sự sang. Xin Chúa nhậm lời. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã cho người mù được sáng, xin cùng giải thoát chúng con khỏi cảnh tối tăm lầm lạc của tâm hồn, để nhờ phúc lành và tình thương của Chúa, chúng con luôn bước đi trong ánh sáng và bình an. Chúa hằng sống và hiền trì muôn đời. Amen. Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Chúa, chúng con hoan hỷ dâng lên Chúa lễ vật này là của lễ đem lại phúc trường sinh, xin gia tăng lòng kinh tín sùng mô, giúp chúng con dâng hành lễ này cho xứng đáng, hầu mưu ích cho cả thế gian. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em.
hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang luôn về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Thật là chính đáng. Lạy Cha Chi Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc. Thần là chính đáng phải đạo và xin ơn cứu độ cho chúng con. Nhờ mầu nhiệm nhập thế, người dân đưa nhân loại đang lần bước trong u tối đến nguồn ánh sáng đức tin. Nhờ phép rửa mang lại đời sống mới, người giải thoát những kẻ sinh ra đã mắc tội truyền và nâng lên hàng nghĩa từ của Cha. Vì thế mọi loài trên trời dưới đất đều thờ lạy Cha và hát bài ca mới. Cùng với toàn thể thiên thần chúng con chúc tụng Cha và không ngừng tung hô rằng: Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo bình, trời đất đầy vinh quang. Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiên. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa hành hoa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và mau đứng Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ương mới và vinh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chiêu chiến và tiên dâng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xưng đáng hậu cần trước tôn nhân và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi tông phần mình và mau Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiến toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Giám Mục Giuse chúng con, Đức Giám Mục Đa Minh và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa nhớ đến các linh hồn Geronimo, Giuse, Maria, Ferro và các linh hồn. Xin ban cho kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại
và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh cả Giuse, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa, là Cha toàn năng, trong sự hợp nhân của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen, amen, amen. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thương người dạy, chúng ta dám nguyện rằng: Lạy Chúa, chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha ta sáng, nước Cha chi đến, ý Cha đến trên đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay được ngợi hàng ngày và tha nợ Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Vì vương quyền, vì lực và Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng châm tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin oai thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhân theo Thánh Y Chúa. Chúa hằng sống và hiền trì muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em chúng ta hãy chúc bình an cho nhau. Lạy tri ân Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa. Chúa sức bùn vào mắt tôi đi, tôi rửa, tôi thấy và tôi tin Thiên Chúa.
Còn bao nhiêu yếu đuối đời con, tình Chúa thương vẫn còn, mời gọi con hiến thân. Xin con đang cùng ca thân ta, ôi Chúa là vườn suối ân dạt dào, tình lên luôn dâng trao. Ngày hôm con cất lời cao tạm lên, tình Ngài đã thương đôi, Chúa ơi chọn đời đi bằng mai, trong tay Ngài con hiến dâng cho người đường tin yêu đêm lớn. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa là ánh sáng muôn dân, chiếu soi mọi người sinh ra trong trần thế, xin rồng ban ân sủng làm cho tâm hồn chúng con được bừng sáng huy hoàng, để chúng con hằng biết suy tưởng những điều đẹp lòng Chúa và chân thành yêu mến Chúa mỗi ngày một hơn. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Kính thưa cộng đoàn, con xin thay mặt cha xứ đọc văn thư phê chuẩn ban bầu cử ban hành giáo giáo xứ Thánh Tâm nhiệm kỳ 2017-2021. Tôi Linh Mục
Phêrô Đinh Quang Mạnh Hùng, Chánh sứ Giáo sứ Thánh Tâm, theo hướng dẫn của Tòa Giám mục về việc bầu cử Ban Hành giáo nhiệm kỳ mới 2017-2021 và theo đề nghị của Thường vụ Ban Hành giáo đương nhiệm, sau khi đã suy nghĩ và cầu nguyện cùng trao đổi với các đương sự, tôi quyết định thành lập Ban bầu cử Ban Hành giáo nhiệm kỳ mới 2017-2021 với các chức vụ như sau. Thứ nhất, ông Đa Minh Lê Văn Hoan, sinh năm 1952, chức vụ trước là nguyên trưởng ban hành giáo, với chức vụ bây giờ là trưởng ban. Thứ hai, ông Matthew Vũ Hoàng Anh, chức vụ bây giờ là phó ban hành chánh. Thứ ba, ông Phêrô Phan Văn Tâm, phó ban giám sát. Thứ tư, anh Giuse Trần Vũ Bằng, thư ký. Văn thư này có hiệu lực kể từ ngày hôm nay, Chủ nhật ngày 26 tháng 3 2017. Ban bầu cử sẽ có trách nhiệm và quyền lợi trước mặt cha chánh xứ và cộng đoàn cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ, tức là sau khi đã bầu xong ban hành giáo nhiệm kỳ mới 2017-2021. Xin Thiên Chúa chúc lành cho việc bầu cử của giáo xứ chúng ta diễn ra trong ân sủng Thánh Thần, bình an và sớm hoàn thành tốt đẹp. Giáo xứ Thánh Tâm ngày 26 tháng 3 2017, Linh mục Phêrô Đinh Quang Mạnh Hùng, OB Chánh xứ. Xin cộng đoàn chúng ta cùng đứng lên để lãnh nhận phép lành cuối lễ. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Lễ xong chúc anh chị em đi bình an. Đau thương con mẹ vương vấn, xin vâng như mẹ khi xưa, cùng được đời dẫm dưới nắng mưa. Xin vâng cho tròn tình yêu, xin vâng cho tròn chữ yêu, dẫu cho đường đời đau thương nhiều, với mẹ yêu con đâu. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.